Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Các bạn đọc tiêu đề video của mình chắc cũng biết là mình sẽ nói gì trong video này rồi đúng không? Và cụ thể hơn thì hai con máy đó chính là hai chiếc máy mình có ở trên bàn đây. Một bên là chiếc Samsung Galaxy S9 Plus và một bên là chiếc Samsung Galaxy Note 9. Và hai phiên bản này đều là phiên bản Mỹ hết. Vậy trong video này thì mình sẽ cùng các bạn cố gắng làm rõ hơn cái khả năng mạnh mẽ của con chip Snapdragon 845 ở trên chiếc máy này ở thời điểm hiện tại nhá. Ok, bắt đầu video với mình thôi. Bạn nào quan tâm sản phẩm mình có mặt ở trong video thì đừng quên truy cập đường link của Di Động Việt mình để phần mô tả nhá. Di Động Việt đang bán sản phẩm này mức giá vô cùng tốt. Đầu tiên thì mình sẽ cùng các bạn đi về chiếc máy rẻ nhất trong video này, đó chính là chiếc Samsung Galaxy S9 Plus. Và với chiếc máy này thì các bạn sẽ bỏ ra mức giá đâu đó khoảng tầm 7 triệu 9 gần 8 triệu đồng để sở hữu một chiếc máy với mức giá rẻ nhất. Và với chiếc máy này thì các bạn sẽ có bộ nhớ trong là 64GB cùng 6GB RAM. Và tất nhiên thì con chip Snapdragon 845 rồi. Với một cái cấu hình như thế này thì chiếc S9 Plus của chúng ta sẽ có khả năng tí nữa mình nói tiếp, bây giờ mình sẽ điểm qua một số cái điểm sơ ở chiếc máy này đã. Đây là một sản phẩm cao cấp đến từ nhà Samsung, vì vậy không thể nào thiếu được cái sự cao cấp. Thứ nhất là mặt lưng bằng kính. Thứ hai là các bạn sẽ có khả năng kháng nước IP68. Và thứ ba là cái điểm này không cao cấp nhưng mà mình rất thích, đó chính là vẫn được giữ lại giác cắm tai nghe. Các bạn lưu ý cho mình một chút là tương tự như vậy với chiếc Note 9 nhá. Note 9 cũng có những cái điểm này, mình sẽ nói luôn ở đầu video để chúng ta đỡ phải nhắc lại nhiều ấy. Khi chúng ta để ý tới cấu hình thì rất có thể rằng chiếc máy này các bạn sẽ dùng để chơi game. Vậy thì với chiếc S9 Plus này có những gì hỗ trợ các bạn để chơi game? Đầu tiên, Samsung rất là cẩn thận tích hợp thêm một cái trình gọi là Game Launcher. Và trong Game Launcher này sẽ tự động tổng hợp toàn bộ game của các bạn vào trong này, giúp các bạn có thể là chúng ta vào game đỡ phải mất công tìm kiếm nhiều hơn. Và thứ hai là còn ẩn được ứng dụng game ở ngoài màn hình đi. Hiện tại thì mình chưa kích hoạt vì vậy là chưa ẩn, nhưng kích hoạt xong bạn sẽ thấy rằng là game không còn ngoài màn hình nữa, game chỉ nằm ở trong Game Launcher mà thôi. Thứ hai là với Game Launcher này các bạn có thể có một số cái thao tác như kiểu là tắt tiếng thông báo ở trong trò chơi này, hay là không tự động điều chỉnh độ sáng trong trò chơi, nói chung rất là thông minh và hỗ trợ các bạn. Đến với màn hình của S9 Plus thì các bạn có một màn hình có kích thước là 6,2 inch cùng độ phân giải tối đa lên tới là 2K+. Và với cái màn hình này thì thực sự cái việc mình trải nghiệm chơi game hay xem phim cũng rất là đã trên cái màn hình này. Tuy nhiên S9 Plus có tồn tại một cái điểm yếu khi mà chơi game chúng ta cần phải chú ý, đó chính là màn hình đang quá bo cong sang hai bên cạnh. Tất nhiên chỉ yếu với những bạn nào mà tay có nhiều thịt kiểu tay to như mình thôi. Còn những bạn nào mà tay thon gọn kiểu tay búp măng ấy thì yên tâm đi, không bao giờ các bạn cảm ứng nhầm được. Và chưa kể S9 Plus các bạn còn đeo ốp vào nữa thì cái việc bị cảm ứng nhầm nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Với cái màn hình Super AMOLED ở trên chiếc S9 Plus này thì màu sắc trông nó sẽ hơi rực rỡ hơn, và đồng thời là các bạn sẽ có khả năng hỗ trợ HDR10. Và cũng như là trên màn hình này vẫn có một cái nút home được gọi là cảm ứng lực, các bạn chỉ cần nhấn cho mình vào nút home này từ bất kỳ cái màn hình nào các bạn sẽ lập tức quay trở về màn hình ngoài của chúng ta. Đây là một cái điểm mà trên S10, S10 Plus đã bị rút gọn đi. Điểm qua một chút về thông số camera thì S9 Plus sẽ có camera trước có độ phân giải là 8 megapixel và camera sau của máy thì sẽ là camera kép, có một camera chính và một camera tele, độ phân giải đều là 12 megapixel. Và đồng thời ở trên chiếc S9 Plus của chúng ta có khả năng thay đổi khẩu độ được từ f1.5 đến f2.4. Về viên pin thì S9 Plus được trang bị một viên pin dung lượng khá là lớn lên tới là 3500 mAh. Và với viên pin này các bạn sẽ có công nghệ sạc nhanh 15W cũng như hỗ trợ sạc nhanh không dây. Và bây giờ mình sẽ nói về game ở trên chiếc máy này, và cụ thể hơn là con chip Snapdragon 845. Thì mình có test qua từ game PUBG Mobile và có ghi lại biểu đồ ở đây. Thì như các bạn thấy là FPS trung bình của mình là 39 và dao động chỉ là 1.31 FPS mà thôi. Trận đấu này diễn ra trong vòng là 26 phút 05 giây. Vì vậy các bạn hoàn toàn yên tâm đến cái việc là mình đã chơi đến mức máy của mình nóng rồi, nóng đạt đỉnh điểm rồi. Thế nhưng mình vẫn không hề hiện tượng bị drop FPS quá nhiều và FPS nằm ở mức 39. FPS tối đa mình đạt được sẽ là 40 và 39-40, như vậy là quá tuyệt vời đúng không các bạn? Với con chip Snapdragon 845, các bạn vẫn có thể bật được chế độ HDR trên PUBG Mobile và tốc độ hình đạt được tối đa sẽ là cực cao, tương đương với 40fps. Còn nếu như bạn để về chế độ đồ họa mượt, bạn sẽ có tốc độ hình lên tới là cực độ, nghĩa là 60fps. Và tất nhiên là chơi ở mức này thì máy của bạn sẽ cho cảm giác mượt hơn rất là nhiều so với 40. Tuy nhiên máy của bạn nó cũng sẽ có phần gì đó đồ họa nó không được đẹp bằng mức HDR, cũng như là cái FPS ổn định sẽ không thể nào nằm mức 60 được, nó sẽ bị dao động năm mấy đến 60. Và đôi khi máy bạn có thể sẽ bị tụt xuống cái mức nó hơi bị khựng nhẹ một chút. Khựng nhẹ thôi, bạn hoàn toàn yên tâm trải nghiệm tựa game này nhá. Và tiếp theo là tựa game Liên Quân Mobile, một tựa game mà iPhone 7 Plus còn đang đau đầu bởi vì không thể nào mà mắc cấu hình được. Vậy thì với cái con chip Snapdragon 845 và chiếc S9 Plus thì sao? Các bạn vào phần cài đặt cùng mình để nhìn thử nhá. Đây, bật được FPS cao này, ok. Bật được độ phân giải HD này, mở hiệu ứng mây mù này và bật HD. Ok, như vậy là máy này hoàn toàn mắc cấu hình được các bạn ạ. Và chính vì vậy thì những cái bạn nào mà thích mắc cấu hình của tựa game Liên Quân Mobile, các bạn hoàn toàn yên tâm lựa chọn chiếc máy này có thể chiến game. Với cái tựa game này sau khi update xong thì mình thấy rằng đồ họa hình ảnh cho ra là vô cùng đẹp, phải dùng từ là vô cùng đẹp. Thế nhưng mà đi theo hiện tượng là máy nóng khá là nhanh và khiến cho pin hao nhanh. Đồng thời là có một số người còn feedback với mình là bây giờ chơi 5v5 nóng hơn là chơi 10v10. Wow, một cái điều thật không thể tưởng được. Rồi, và như vậy là mình đã cùng các bạn đi nhanh qua phần game của con chip Snapdragon 845 ở trên chiếc S9 Plus này. Thế nếu như bây giờ các bạn đang có cái nhu cầu một cái màn hình nó lớn hơn một chút, nó vuông vức hơn, máy cầm đầm tay hơn, doanh nhân hơn, lại có thêm cây bút thần thánh nữa, thì tất nhiên các bạn sẽ lựa chọn chiếc Samsung Galaxy Note 9 rồi đúng không? Và với chiếc Note 9 này thì những thay đổi so với chiếc Samsung Galaxy S9 Plus đó chính là thứ nhất cái màn hình lớn hơn. Màn hình của Note 9 sẽ là 6,4 inch. Cái điểm thứ hai thay đổi ở đây là các bạn sẽ có thêm một cái bút vô cùng là thần thánh ở dưới này. Và chiếc bút của chúng ta ngoài cái nhiệm vụ là chỉ sử dụng để viết lên màn hình như trên đời Note 8
thì bút của chúng ta còn kiêm một cái nhiệm vụ là làm một cái remote Bluetooth cực kỳ tiện lợi. Bạn nào muốn chụp ảnh từ xa, muốn điều khiển slide thì hoàn toàn dùng chiếc bút này được. Cái điểm thứ ba là trên chiếc Note 9 này thì các bạn sẽ có một chiếc máy cầm nó đầm tay hơn, mọi thứ là vuông vức hơn, màn hình ít bo cong hơn, và cái tỷ lệ bị cảm ứng vào màn hình đối với mình hiện tại đang là chưa hề có ở trên chiếc S9 này. Có một cái điểm ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 9 mà mình nghĩ rằng cũng sẽ có một vài bạn quan tâm, đó chính là cái Samsung Deck. Với Samsung Deck ở trên Note 9 thì các bạn có thể là biến chiếc máy này thành một chiếc laptop để cắm lên trên màn hình, sau đó trình chiếu hay là làm việc như một cái laptop luôn. Tuy nhiên thì trên Note 9 có một cải tiến là các bạn chỉ cần cáp Type-C to HDMI là các bạn đã có thể cắm lên bất kỳ màn hình nào rồi, chúng ta không cần phải dùng cái deck như là ở trên chiếc Note 8 nữa. Và để nâng lên ở chiếc Note 9 này thì các bạn sẽ cần hơi bị nhích cái mức giá lên một chút, lên đến khoảng tầm 2 triệu đồng để các bạn sở hữu được chiếc máy này. Và với chiếc Note 9 của chúng ta thì như những cái gì mình vừa nói, các bạn thấy có xứng đáng cái tầm giá 2 triệu đồng không? Các bạn hãy để kiến phần bình luận cho mình cùng biết nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bạn nào thắc mắc hiệu năng chiến game của em này như thế nào thì xem lại đoạn trước của video nhé. Chiến game cũng là 845 và tốt như ở trên chiếc S9 Plus của chúng ta. Tuy nhiên có một lời khuyên nhỏ này, bạn nào mà thích làm việc doanh nhân ấy, kiểu doanh văn phòng với chiếc máy Note 9 này của chúng ta thì các bạn nên lựa chọn phiên bản chip Exynos để chúng ta có được 2 SIM, nó tiện lợi hơn rất là nhiều so với chip Snap. Ok, bye bye các bạn.